Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và để lại nhiều di chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ này bằng cách thay đổi lối sống và áp dụng một số biện pháp đơn giản ngay tại nhà. Dưới đây là những cách giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả. 1. Kiểm soát huyết áp Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến đột quỵ. Bạn có thể kiểm soát huyết áp bằng cách giảm lượng muối trong chế độ ăn, hạn chế muối có thể giúp giảm huyết áp nên sử dụng các loại gia vị thay thế hoặc giảm bớt gia vị trong quá trình nấu ăn. Tăng cường ăn rau xanh và trái cây, những loại thực phẩm này giàu kali và magie giúp điều chỉnh huyết áp hiệu quả. Tập thể dục thường xuyên, duy trì hoạt động thể chất đều đặn giúp giảm huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu. 2. Không hút thuốc Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp đôi. Nếu bạn hút thuốc, hãy tìm cách bỏ thuốc càng sớm càng tốt. Các phương pháp như dùng sản phẩm thay thế nicotine, tư vấn tâm lý và tham gia các chương trình cai thuốc lá có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này. 3. Kiểm soát lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ đột quỵ, vì vậy việc kiểm soát đường huyết là rất quan trọng. Bạn có thể làm điều này bằng cách hạn chế đồ ngọt và thức ăn chế biến sẵn. Các loại thực phẩm này thường chứa nhiều đường và có thể làm tăng đường huyết theo dõi chỉ số đường huyết thường xuyên, kiểm tra đường huyết tại nhà giúp bạn biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống cho phù hợp. 4. Uống nước đủ lượng. Nước rất quan trọng cho sự tuần hoàn máu và phòng ngừa đông máu, nguyên nhân gây ra đột quỵ. Hãy uống đủ 1.5 đến 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế thức uống có cồn và đường. 5. Quản lý căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Để quản lý căng thẳng, thực hành các bài tập thư giãn, yoga, thiền và hít thở sâu có thể giúp giảm căng thẳng và ổn định huyết áp. Ngủ đủ giấc, giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi và làm giảm mức độ căng thẳng. Cố gắng duy trì giấc ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. 6. Hạn chế uống rượu. Uống rượu có thể làm tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn uống rượu, hãy giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly mỗi ngày đối với nam giới. Đột quỵ là một tình trạng khẩn cấp có thể ngăn ngừa được nếu bạn biết cách thay đổi lối sống và duy trì các thói quen lành mạnh. Những biện pháp đơn giản như kiểm soát huyết áp, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, kiểm soát đường huyết, uống đủ nước, quản lý căng thẳng và hạn chế uống rượu đều có thể giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ một cách hiệu quả. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.